Xin chào cả nhà, tụi mình đang tỉa cây trong vườn cho gọn. Với Andy đang trồng thêm cây nho. Mình sẽ trồng nhiều cây nho ở dọc hàng rào này. Giờ mình sẽ nấu cơm. Hôm nay thì mình làm món gà kho gừng. Đây là cái cách kho mới mà lần trước mình kho thử một lần và ai cũng khen ngon. Nên là hôm nay mình sẽ làm tiếp. Đây là đùi gà, mình lọc hết xương ra. Xương gà thì mình sẽ cho vào nồi để nấu, lấy nước nấu canh hoặc là nấu phở. Mình cho dầu. Cách kho này thì khá nhanh, mình không cần phải ướp trước và gà vẫn rất ngon. Gà lọc xương ra như thế này và mình ướp lên mình nướng ăn cũng rất ngon. Ở siêu thị thì người ta cũng có bán đùi gà người ta đã lọc xương ra như thế này rồi. Nhưng mà mấy lần mình đi chợ mình ít khi gặp nên là mình mua đùi về mình lọc luôn. Nếu như mà mua cái ức gà thì nó không có xương nhưng mà mình kho lên nó sẽ khô. Còn mình thấy là kho bằng cái thịt đùi gà như thế này nè thì thịt nó mềm, rất ngon. Mình băm tỏi và gừng. Có rất nhiều bạn hỏi mình cái con dao mà mình sử dụng trong bếp này hiệu gì. Nhưng mà con dao này mình sử dụng khá lâu rồi và trên dao thì mình không có thấy hiệu gì hết. Mà chỉ thấy cái chữ thép không gỉ. Nên mình cũng không biết là dao hiệu gì luôn. Và khi mà sử dụng, mỗi lần mà mình cho vào máy rửa chén thì dao cũng sẽ không có bén nữa. Khi dao luộc thì mình chỉ cần mài sơ lại thì dao sẽ bén. Đây là cũng là con dao mà mình ưng ý nhất ở trong bếp. Nó rất bén. Gà mình chỉ cần để cho săn lại là được ha. Bây giờ thì mình sẽ trở gà lại. Mình kho bằng chảo. Mình cho gừng và tỏi vào. Thêm củ hành tím. Mình cho ít bột nêm gà. Mình đậy nắp lại kho khoảng 15 phút. Bây giờ thì sẽ cắt bầu nấu canh. Đây là trái bầu mà mình hái ở trong vườn. Mình để nhiều ngày, hôm nay mình mới nấu nên là bầu hơi bị già. Mình bỏ hết ruột ra. Vỏ này không biết có bị già quá không mà khi mà mình cắt thì mình thấy cái vỏ hơi cứng. Cũng lâu lắm rồi, hôm nay mình mới nấu canh bầu. Bầu này mình sẽ nấu canh với tôm. Gà kho được 15 phút rồi, mình cho bột nghệ vào. Bột nghệ này nó sẽ giúp cho cái màu gà kho trông đẹp mắt hơn. Mình cho nước. Cho nước mắm.
cho đường. Nếm thử còn hơi nhạt nên mình cho thêm nước mắm. Mình đậy nắp và kho thêm 5 phút. Gà chín rồi mình cho tiêu xay. Giờ mình nấu canh bầu, cho dầu, phi hành tím. Cho tôm, tôm này đã luộc vỏ. Mình cho nước lạnh. Mình cắt ít hành lá để lát nữa cho vào canh. Cho bột nêm canh. Canh chín rồi mình cho hành lá. Bữa ăn hôm nay thì mình chỉ nấu hai món ăn đơn giản vậy thôi, gà kho gừng và canh bầu, và mình có thêm cà pháo. Bây giờ thì mình sẽ dọn ra ăn. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.